Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vừa công bố tên lửa siêu thanh tiên tiến Fata 2 Tại một buổi lễ với sự tham dự của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei ở thủ đô Tehran ngày 19 tháng 11 Tên lửa được cho là sử dụng công nghệ đầu đạn lượn siêu thanh hiếm có. Tên lửa được trưng bày tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Asura trong một cuộc triển lãm giới thiệu những tiến bộ của Iran trong công nghệ hàng không vũ trụ. Theo hãng tin IRNA, tên lửa FATTA-2 được trang bị đầu đạn lượn siêu thanh được xếp vào lớp HGV. Iran đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sử dụng công nghệ như vậy. Phương tiện lướt siêu thanh hay HGV là một loại đầu đạn cho phép nó cơ động và lướt ở tốc độ siêu thanh. Nó thường được gắn trên tên lửa đạn đạo và có thể thay đổi đáng kể quỹ đạo bay sau khi phóng. Đầu đạn loại này khó đánh chặn hơn nhiều so với đầu đạn đạn đạo truyền thống di chuyển theo quỹ đạo vòng cung dễ dự đoán. Cho đến nay, rất ít quốc gia có tên lửa HGV đang hoạt động. Một trong số đó là Nga, nước sở hữu đầu đạn lượn Avangard gắn trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Samad. HGV của Nga có khả năng đạt tốc độ gấp 20 đến 27 lần tốc độ âm thanh tương đương 24.000 đến 33.000 km h và có sức nổ lên tới 2 megaton, lớn hơn 100 lần so với vụ nổ do quả bom hạt nhân của Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản tạo ra. Năm 2019, Trung Quốc chính thức đưa DFZF-HGV vào biên chế, được gắn trên tên lửa đạn đạo tầm trung cơ động. Đầu đạn lượng siêu thanh của Trung Quốc có thể di chuyển với tốc độ nhanh gấp 10 lần âm thanh, tương đương 12.360 km h Mỹ dự định đưa vũ khí siêu thanh tầm xa LRHVK, DAC-XG vào hoạt động vào tháng 9 vừa qua, nhưng việc triển khai đã bị trì hoãn do một cuộc thử nghiệm quan trọng bị hủy bỏ. Hệ thống này dự kiến được đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Có rất ít thông tin chi tiết về đặc tính kỹ thuật của tên lửa Fata-2 của Iran. Tiền thân của nó là tên lửa Fata, ra mắt chính thức vào ngày 6 tháng 6, có tầm bắn 1.400 km và có thể di chuyển với tốc độ nhanh gấp 13-15 đến 15 lần tốc độ âm thanh. Hồi cuối tháng 6, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ IRGC, tướng Amir Ali Hazizadeh cho biết tầm bắn của tên lửa có thể được tăng lên 2.000 km. Phạm vi hoạt động như vậy cho phép Iran có khả năng vươn tới lãnh thổ Israel. Theo truyền thông Iran, tên lửa Fata cũng có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không tiềm năng của đối phương và phá hủy chúng. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vừa công bố tên lửa siêu thanh tiên tiến Fata 2. Tại một buổi lễ với sự tham dự của lãnh đạo tối cao, Ayatollah Ali Khamenei, ở thủ đô Tehran ngày 19 tháng 11. Tên lửa được cho là sử dụng công nghệ đầu đạn lượng siêu thanh hiếm có. Tên lửa được trưng bày tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Asura trong một cuộc triển lãm giới thiệu những tiến bộ của Iran trong công nghệ hàng không vũ trụ. Theo hãng tin IRNA, tên lửa Fata-2 được trang bị đầu đạn lượng siêu thanh được xếp vào lớp HGV. Iran đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sử dụng công nghệ như vậy phương tiện lướt siêu thanh hay hgv là một loại đầu đạn cho phép nó cơ động và lướt ở tốc độ siêu thanh nó thường được gắn trên tên lửa đạn đạo và có thể thay đổi đáng kể quỹ đạo bay sau khi phóng đầu đạn loại này khó đánh chặn hơn nhiều so với đầu đạn đạn đạo truyền thống di chuyển theo quỹ đạo vòng cung dễ dự đoán cho đến nay rất ít quốc gia có tên lửa hgv đang hoạt động một trong số đó là nga nước sở hữu đầu đạn lượn avangard gắn trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa samat hgv của nga có khả năng đạt tốc độ gấp 20 đến 27 lần tốc độ âm thanh, tương đương 24.000 đến 33.000 km/h và có sức nổ lên tới 2 megaton, lớn hơn 100 lần so với vụ nổ do quả bom hạt nhân của Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản tạo ra. Năm 2019, Trung Quốc chính thức đưa DFZF HGV vào biên chế, được gắn trên tên lửa đạn đạo tầm trung cơ động. Đầu đạn lượng siêu thanh của Trung Quốc có thể di chuyển với tốc độ nhanh gấp 10 lần âm thanh, tương đương 12.360 km h Mỹ dự định đưa vũ khí siêu thanh tầm xa LRHV kép Dark XG vào hoạt động vào tháng 9 vừa qua, nhưng việc triển khai đã bị trì hoãn do một cuộc thử nghiệm quan trọng bị hủy bỏ. Hệ thống này dự kiến được đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Có rất ít thông tin chi tiết về đặc tính kỹ thuật của tên lửa Fata-2 của Iran. Tiền thân của nó là tên lửa Fata, ra mắt chính thức vào ngày 6 tháng 6, có tầm bắn 1.400 km và có thể di chuyển với tốc độ nhanh gấp 13 đến 15 lần tốc độ âm thanh. Hồi cuối tháng 6, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ IRGC, tướng Amir Ali Hazizadeh cho biết, tầm bắn của tên lửa có thể được tăng lên 2.000 km. Phạm vi hoạt động như vậy cho phép Iran có khả năng vươn tới lãnh thổ Israel. Theo truyền thông Iran, tên lửa Fata cũng có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không tiềm năng của đối phương và phá hủy chúng. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Quân sự miền Nam Ukraine nói rằng, có thể Nga đang chuẩn bị cho làn sóng không kích vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine trong mùa đông tới, khi dự trữ tới 800 tên lửa ở Crimea. Mùa đông năm 2022, Nga đã áp dụng chiến thuật tương tự khi nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng điện và nước của Ukraine bằng tên lửa. Một đánh giá của Ủy ban Cứu hộ Quốc tế IRC cho thấy 25% số người được hỏi ở Ukraine cho biết không có đủ hệ thống sưởi. Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Quân sự miền Nam Ukraine cho biết, Nga đã thiết lập một trung tâm tài nguyên quân sự hùng mạnh trên bán đảo Crimea. Bà Humeniuk nói, tên lửa Kalib được tập trung ở đó và tên lửa Onyx cũng được phóng đi từ bán đảo Crimea. Đối phương đang tích lũy tiềm lực. Tên lửa Kalib, NATO gọi là SSN-30A, bao gồm các biến thể chống hạ, chống ngầm và tấn công mặt đất có thể phóng từ tàu chiến, tàu ngầm và máy bay. Kalib có tầm hoạt động khoảng hơn 1.600 km đến 2.400 km và có thể tiến hành các cuộc tấn công nhắm chính xác mục tiêu thông qua định vị vệ tinh. Ngoài ra, tên lửa Kalib có thể mang đầu đạn nổ nặng gần 453 kg. Bà Humeniuk còn cho rằng có thể Nga đang chuẩn bị sẵn sàng hơn 800 tên lửa để sử dụng trong giai đoạn khủng bố năng lượng vào mùa đông tới. Bộ Năng lượng Ukraine trước đó đã cảnh báo Nga có thể sẽ làm suy yếu các cơ sở năng lượng của Ukraine bằng cách tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn. Ông Jack Watling, một chuyên gia về giao tranh trên bộ, nhận định Ukraine phải duy trì hệ thống phòng không trong suốt mùa đông để ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Nga. Dù vậy, giới chức Kiev cũng đang tìm cách tận dụng điều kiện thời tiết mùa đông, khoảng thời gian thường làm gián đoạn các cuộc giao tranh để cắt đứt chuỗi cung ứng của lực lượng Nga. Trong bài phát biểu qua video trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần chuẩn bị sẵn sàng trước các cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trong mùa đông này. Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán nhấn mạnh sự phản đối với mô hình hiện tại của Liên minh châu Âu EU, bao gồm nỗ lực kết nạp Ukraine và viện trợ quân sự nước này. Ngày 18 tháng 11, phát biểu tại Đại hội Đảng Fidesz cầm quyền, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tái khẳng định quan điểm phản đối khởi động các cuộc đàm phán về việc kết nạp Ukraine vào EU. Ông nhấn mạnh, sửa chữa lời hứa sai lầm của Brussels về việc bắt đầu đàm phán với Ukraine về tư cách thành viên EU cũng sẽ là nhiệm vụ của chúng tôi, vì Ukraine hiện đã cách xa EU nhiều năm ánh sáng. Trong tuần, Thủ tướng Hungary từng tuyên bố việc gửi tiền và viện trợ quân sự của EU cho Ukraine đã thất bại, cũng như phản đối việc bắt đầu đàm phán tư cách thành viên với Kiev. Trước đó, Budapest đã tiến hành khảo sát người dân xem liệu EU có nên phân bổ thêm tiền cho Ukraine và kết nạp nước này hay không. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU vài ngày sau khi xung đột tại nước này bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Vấn đề khởi động đàm phán kết nạp Ukraine sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh EU tháng tới. Một quan chức cấp cao EU cho biết việc phản đối của Hungary có thể ngăn cản sự nhất trí của 27 quốc gia thành viên về vấn đề này trong khi đó thủ tướng ukraine denis mihan vài ngày trước đó đã tuyên bố ukraine sẽ tiếp tục đi theo con đường chuyển đổi đất nước và đang soạn thảo các dự thảo luật cũng như những dự thảo nghị quyết của chính phủ đồng thời ông cũng cam kết thúc đẩy những cải cách cần thiết để nước này gia nhập liên minh châu âu eu phát biểu tại cuộc họp nội các thủ tướng smihan tuyên bố ukraine sẽ tiếp tục đi theo con đường chuyển đổi đất nước và đang soạn thảo các dự thảo luật cũng như những dự thảo nghị quyết của chính phủ Ông Smihan cũng hoan nghênh việc Ủy ban châu Âu EC khuyến nghị mở các cuộc đàm phán về kết nạp Ukraine, đồng thời cho rằng bước đi này sẽ đem lại những kết quả trong chung và dài hạn. Theo ông Smihan, những cải cách theo yêu cầu của EU sẽ góp phần nâng cao sức mạnh quân sự của Ukraine, cũng như quá trình tái thiết và tăng trưởng kinh tế sau xung đột. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi EC khuyến nghị Hội đồng châu Âu khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine về việc kết nạp quốc gia Đông Âu này, và thông qua khuôn khổ đàm phán một khi Kiev đã áp dụng các biện pháp quan trọng cụ thể. EU đã trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine vào tháng 6 năm 2022. Trước đó, theo tờ Pravda Ukraine, EC, cơ quan điều hành của EU, đã thông qua một quyết định được mong đợi từ lâu nhưng vẫn là tạm thời về việc bắt đầu đàm phán gia nhập của Ukraine. Quyết định mới nhất của EC mang lại những bất ngờ cho Ukraine vừa dễ chịu vừa thách thức. Cụ thể, EC đã khuyến nghị các quốc gia thành viên, những nước đưa ra quyết định cuối cùng, nên khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU với Ukraine. Đây được cho là một chiến thắng với Ukraine, nhưng quyết định trên của EC không phải là cuối cùng. Nó phải được phê duyệt ở dạng hiện tại hoặc ở dạng cập nhật bởi Hội nghị Thượng đỉnh EU dự kiến vào ngày 14 tháng 2 tới. Ukraine đang kỳ vọng một thủ tục gia nhập nhanh chóng được cấp cho Kiev, điều mà trước đây chưa từng tồn tại các giai đoạn trung gian kỹ thuật sẽ bắt đầu vào tháng 12 năm 2023 ngay sau khi quyết định chính trị được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU, EC đã tạo ra một thủ tục gia nhập của Ukraine chưa từng tồn tại trước đây với bốn yêu cầu được liệt kê trong quyết định mà Ukraine phải đáp ứng trước tháng 3 năm 2024 để được bật đèn xanh. Thứ nhất, ban hành luật do chính phủ đề xuất tăng giới hạn nhân sự cho cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NACP). Thứ hai, loại bỏ khỏi luật phòng chống tham nhũng các quy định hạn chế quyền hạn của NACP trong việc tiếp tục xác minh tài sản. Thứ ba, ban hành luật vận động hành lang điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu. Thứ tư, ban hành luật giải quyết các khuyến nghị còn lại của Ủy ban Verni, cơ quan tư vấn của Hội đồng châu Âu vào tháng 6 năm 2023 và tháng 10 năm 2023 liên quan đến luật các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, yêu cầu thứ ba được cho là thực sự thách thức với Ukraine. Nó đặt ra một tiền lệ có thể gây ra vấn đề cho Kiev trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Yêu cầu này khiến cho các cuộc đàm phán thành viên phụ thuộc vào việc Ukraine có thông qua luật vận động hành lang hay không.